Này tôi sẽ đi ra hái những cái trái dâu Hàn Quốc. Nó đã chín quá rồi. Để làm giống nha các bạn. Đấy, để tách ra làm lấy hạt làm giống. Để xên nó ăn. Ồ, những cái quả đây nhỏ quá. Chùm này nhỏ quá. Ngắt vứt luôn. Hư hết rồi. Trái nhỏ xíu xíu. Chùm này còn được mấy quả nữa. Ôi, có mấy con sên, con nhớt, nhớt này. Vô nó ăn. Vô nó ăn. Vô nó ăn dâu tây. Con nhớt. Giết chết nó đâu. Ba quả. Trái cho đây đang sắp chín rồi. Đây, trái đây, trái đây, trái đây. Đây có trái chín rồi. Dâu Hàn đấy các bạn nhé, dâu Hàn Quốc. Để cái chùm này lên trên. Bên đây tôi có một trái này tôi hái rồi. Đây là dâu tây Nhật. Nhật cao. Đó.